có những cái chức vụ thường và hoa thường là những chức danh thuộc lòng đăng ký đăng ký cả là cái tổ chức của giáo hội chúng ta hết định nói đến cái công ty trật tự tại đức sĩ có việc tu bao nhiêu, thường có việc tu bao nhiêu, hoa thường có việc tu bao nhiêu, trưởng lão có việc tu bao nhiêu. Nhưng mà cái đó ta là tu bao lâu cũng chưa chắc. Đức Phật nói không phải rồi chùa lâu ngày trở thành hoa thường. Phải không? Không à, không cái tư tưởng mà lớn thành đạo làm là không phải bất đạo vậy. Không cần bất đạo. Vì vậy ở đây người thầy có phải nhớ rằng cái lý tưởng của xuất gia là vô cùng. Bây giờ người thầy đi xuất gia là mình phải xây dựng một lý tưởng. Bây giờ mình phải định hay là mình sẽ trở thành cái gì? Đừng bác sĩ nha. Đừng kỹ sư. Có nhiều người cái tự hào cái bên ngoài, nhưng mà nói đến cái của mình thì sẽ mất được. Điều là chính chúng ta đang tự đạo, không phải chuyện đạo bộ cho mình nói, nhưng mà đánh giá quá thấp. Cái việc đó là thân thế. Người thầy cũng nhớ như thế. Cho nên những người đó là đi xuất gia nhưng mà không có tâm xuất gia, thân xuất gia mà chút cho chúng ta lại nói. Vì vậy ở đây cái chuyện xuất gia nghĩa đầu tiên không tất cả một triết lý, đó là từ bỏ cuộc sống thế tục, từ bỏ những ước muốn như người thế tục, trở thành một người xuất thế. Đó là nghĩa thứ nhất. Và chúng ta nghĩa của ba lý là xuất gia. Như vậy khi mà chúng ta xuất gia với cái tâm ý như vậy là chúng ta tạm thời là vượt qua những cái chướng ngại để đạt đến niết bàn bằng con đường gì? Con đường giới định tại. Người thầy có việc khi người thầy trở thành một người xuất gia, người thầy biết có lý tưởng, người thầy lấy con đường giới định tuệ này là mình đã đạt đến niết bàn. Và chữ niết bàn đấy là nó gọi là hiện tại niết bàn. Bởi vì người thầy có việc là cái điều này người thầy có phải nhận giá trị của tu tập chứ không thân mình với thường. Một hôm cái lần đầu tiên hoa xà thể đến gặp Đức Phật. Và lúc đó thì ông chưa còn đến Đức Phật, ông chưa gửi Đức Phật, ông hỏi thưa Đức Phật, vì cái lợi ích gì, vì quý vị nghĩ có điều lợi ích gì, có giá trị gì mà mấy quý vị phải đi tu tập, phải đi xuất gia? Xuất gia đem đến lợi ích gì? Thế tôi nói đến vô số lợi ích. Nhưng mà lợi ích đầu tiên là gì? Lợi ích đầu tiên là này bệ hạ, nếu như bệ hạ có một người gác cổng, có một người đánh xe, có một người giúp việc, một người đó lúc còn giúp việc của bệ hạ thì bệ hạ có kính trọng họ không? Có xem họ như là thường khách không? Còn có kính lễ họ không? Nói không, người giúp công nhân giúp việc của tôi sao mà tôi kính trọng nữa? À, cũng như quý thầy cô đó, đã có người giúp việc, nó kính trọng lắm. Nhưng mà thưa bệ hạ, những người đó mà sau khi mà họ thấy cuộc đời như thế mà họ đi xuất gia và trở thành Bà La Môn Sa Môn thì bệ hạ kính trọng lắm. Thầy kính trọng sau một trong đó nhé. Vậy thì chỉ cần một cái động thái là từ bỏ những cái cuộc sống thế tục để trở thành người xuất gia thì có lời ích ngay của Chúa cũng kính trọng. Bây giờ quý thầy cô nhìn cái thực tế của mình, nếu như mình là một cư sĩ bình thường ngoài thì chẳng ai cúi đầu, chẳng ai thưa thầy, chẳng ai xin con. Nếu mà vô cào đâu họ nhận mình cả là bạn thầy con liền. Dù ông bảo là cái đó là gì, kết quả của sa môn hạnh, cho nên trong kinh là sa môn quả. Và cái đó là hiện tại niết bàn. Lời ích ngay từ chỗ, cho nên người xem là giá trị cuộc đời chúng ta vô cùng cao quý. Ai mà lại vậy chứ? Người thầy cô nghĩ mình ở nhà quá tới cúi đâu không? Mặc tay mình thì có cái cúi đầu mà kêu mình thằng này thằng nọ đó. Nhưng vô đây là bậc thầy xin con nghiêm túc, dù anh là bạn và học trường là thưa thầy nhắn xin con, thưa thầy tôi ở này tôi ở kia, chẳng bảo thầy nhắn đẹp đẹp, ê mày cho tao hỏi dụng Phật tử bây giờ ngay như thế này. Cho nên vì thầy cô phải nhận ngay cái giá trị mình trở thành một người tu sĩ nó vô cùng to lớn, và ngay bây giờ mình có những kết quả gọi là sanh mạng sẽ xứng đáng với những thứ đó. Ý nghĩa thứ nhất của xuất gia. Và theo cái từ điển Phật ngữ gọi là Chinese Buddhist term, từ điển Phật học Trung Hoa
Bộ sách này có, người thầy cô sử dụng khi mà đi vào trong học thuật nên mua cuốn này. Tất cả những sách từ điển đều là những sách mình cần có. Theo cái cuốn Charlie Buddhism là thuật ngữ Phật học từ điển của Trung Hoa thì xuất gia có từ xuất gia được viết là Raja. Và ta biết cái tiếng Tàu là Sơn Dạ. Tiếng Tàu có biển đẹp này, tiếng Việt có biển đẹp, ta nó có xấu lên người thôi, thử thì cũng cảm tạo thôi, có đẹp, cũng xuất gia. Và xuất gia nghĩa là rời bỏ gia đình và trở thành một người tỷ kheo. Rời bỏ gia đình và trở thành một người tỷ kheo. Thì theo cái nghĩa này, cái từ của Trung Hoa họ dịch cái này là pra, xuất gia có nghĩa là từ bỏ gia đình và trở thành một vị tỷ kheo. Như vậy thì thầy nghĩ là nó đã đề nghị đầy đủ ý nghĩa để xuất gia chưa? Rời bỏ gia đình và trở thành một vị tỷ kheo thì đó là mới cái hình thức. Cho nên ở đây có chia thành hai thứ, gọi là thân xuất gia và tâm xuất gia. Và tâm xuất gia. Cái này khi mà học cái này, người thầy cô định vì mình đang ở chỗ nào, người thầy cô biết mình đang ở chỗ nào. Và tôi không nói, thì tôi có nhiều người vào chùa làm thầy xuất gia nổi tiếng, lấy tiền bạc về nhà xây nhà cho cha mẹ, đó là một niềm tự hào đứng hay sao? Thì người thầy cô đã là tôi đã là. Và vì như vậy cho nên họ cho rằng cái nghề xuất gia là cái nghề người ta chia thành hai thứ. Cho nên tàu mà mình đề nghị là chia thành hai thứ: thân xuất gia và tâm xuất gia. Thân xuất gia là những người bỏ gia đình cào tắt vào chùa, nhưng mà tâm là luôn luôn cột chặt với gia đình, truyền chi của gia đình, truyền chi của bà con, truyền chi của hàng ai kiếm mặt ai ăn cơm nhặt cơm của đàn nam thì cái đó gọi là thân xuất gia. Và thứ hai là tâm xuất gia. Có những người chưa ra khỏi nhà vẫn sống ở gia đình vì nhân viên chưa đủ, nhưng mà tâm họ luôn luôn gọi là xa rời, luôn luôn họ tách rời những cái dục vào những ích kỷ, những cái thứ mà nó đều sâu đi của ông nào, thì người ấy là dù thân chưa xuất gia đến má tâm đã xuất gia. Đó là cái hàng thứ hai. Cái hàng mà tâm xuất gia này bây giờ vô cùng nhiều, rất nhiều. Và có những người cư sĩ thân không xuất gia và tâm xuất gia mà họ rất ư là đáng chứng tỏ. Và có nhiều hiện tượng thân xuất gia và tâm xuất gia, cho nên để nhiều cái question mark cho xã hội này. Question mark là gì? Do nó minh phải trình độ này, đừng điểm cái này thành cái nghề, đừng biết. Cho nên tôi rất là gì ứng là nghề nghiệp là tu sĩ, buộc lòng mình để biết chúng mình thấy nó khó tồn. Người thầy đi vào mắt đi cái khe khá là nghề nghiệp là gì, cái tu sĩ là không gì được nữa. Nhưng mà tu sĩ cũng phải là cái nghề. Vì sao tôi hỏi như vậy? Bởi vì nghề gì mà ăn mặn cũng cầm, nghề gì vợ đến trong đấy, nghề gì mà vô khách sạn thì cũng bị nói, nghề gì mà đi nghe hát cũng nói, nghề gì làm gì cũng bị nói, cái nghề nhưng mà khổ thế, phải không? Cho nên dùng cái tu sĩ làm cái nghề một cách nào đó, tôi dĩ nhiên xã hội họ cũng đồng ý với tôi, thay vì thầy có thể đồng ý với tôi, nhưng mà tôi thể có gì tổn thương tâm cả cuộc sống, tâm chỉ tổn thương với tôi, còn ai không thể thì thôi. Đó là mẹ là tất cả quyền là cái tuổi thầy cô. Và nếu người thầy cô mà không đồng ý thì cứ theo được với tôi. Và tôi nói đây là quan điểm của tôi, nhưng mà quan điểm của nhà khỏi đúng chẳng. Và trên cái cơ sở này, thưa quý thầy cô, bởi vì nó trước đó là cũng được, cho nên người ta mình chia thành ra bốn hàng xuất gia được. Bởi vì chúng ta có xuất gia là thân xuất gia và tâm xuất gia. Bây giờ để cho rõ ràng hơn, người ta chia thành bốn hàng nữa. Cục tăng cách này, chúng ta chia thành ra bốn hàng xuất gia. Những cái này là những cái thầy cô học thuộc nè. Những cái này là những cái đoàn bài được học kỳ nè.
mà tôi muốn người thầy cô vừa học mà vừa nghiệm, vừa học mà thực nghiệm là để bắt đầu mình chẳng kịp lại cho đúng những cái mà mình cái sơ tâm học bảo. Kinh nghiệm thứ nhất đó là gì? Người từ bỏ gia đình dính tâm vì vật bị cột chặt để vợ con tài sản và gia đình. À mày có không? Có. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Ví dụ bây giờ bác bên mình, thưa quý thầy cô, bây giờ tôi nói đây tôi vừa đời sống, đấy là hiểm ngờ, mà người ta đã lên rồi, tôi lại lại thôi cho tôi. Vì tôi hay đi Mỹ, tôi đi vào hỏi kiểm nhất, hỏi lá tôi kiểm. Có nhiều người đến gia, sống đến gia xong rồi bắt đầu ông bà, ông ta. Bắt đầu thấy, ở nhà buồn quá, thôi, về cái thôi. Ông cũng thôi, mà bà, thôi. Bên kia thì bên biển người ta cho thời giới về đây rồi biển cày đông cày đông cày đây cày nam thì bắt nó thò lên biển giới tìm theo cái ông cùng về cày đông cày đây cày nam thì bắt kia về thò cái biển theo mở lên cái thuyền biển trong đó là cả ông lẫn bà tu trí phật tu trí cái này có hẳn đây vậy cho quý thầy con. Và cái này là cái hạng đời nhất là dù thân xuất gia nhưng mà tâm vẫn khỏi buộc với vợ con, với gia đình, với mọi người. Đây là cái hạng đời nhất. Và người ta phân tích một cách cẩn thận để mọi người chúng ta xem chúng ta ở cái hạng nào. Không ai đánh giá ai cả. Để. Thứ hai, người với tâm, thân và tâm luôn luôn bảo biểu gia đình. Thân và tâm luôn luôn bảo biểu gia đình. Nghĩa là gì? Ở chùa, nhưng mà chùa nửa ngày, nhà nửa ngày. Lúc nào có cái việc của chùa thì đến chùa, lúc nào cũng có cái là về, kiếm nhà, kiếm vợ, kiếm con, kiếm tiền, kiếm cả. Thì cái loại thứ hai đó là thân và tâm luôn luôn bị cột chặt với gia đình. Cái này người thầy có việc khi mình học cái gì? Người thầy học là học và học là cảnh sát chưa? Học chưa? Thì người ta phải đi vào cái chỗ đó. Từ từ nó đi vào đấy. Đó là loại thứ ba. Là người tuy thân trước lời khỏi gia đình nhưng mà tâm lìa tất cả các cái dục vọng của thế gian. Người mà đang ở gia đình nhưng mà tâm lìa khỏi dục vọng của thế gian, đó là hạng người thứ ba. Và hạng người thứ tư đó là người là từ bỏ thân và tâm đều ra khỏi gia đình. Như vậy theo với các thứ nhất của Bali ta giải thích các thứ nhất. Các thứ hai là các của người Tàu người ta giải thích. Chúng ta có hai cái định nghĩa. Bây giờ chúng ta để định nghĩa thứ ba là theo cái định nghĩa của một cuốn sách khác, đó là Bali theo một cái cuốn theo định nghĩa của Bali Dictionary là định nghĩa cái từ điển thuộc ngữ Phật pháp Anh văn và Bali. Thì cái từ xuất gia này nó nekama nó xuất xứ từ nekama. Mình học về cái chỗ này là từ nguyên học là rất quan trọng. Mình nghe kiểu thầy cô mà khi mà làm bài thì tất cả cái từ nghiệm này ý nghĩa của thuật ngữ này là phải giải thích rất kỹ. Cái này cái thân mà kiếm được là phải nói là 40% của cái bài làm thành công hay không thành công này thôi. Từ sau này thì thầy cô viết bài viết lách gì vậy là viết luận tham luận đấy, viết cái gì thì cái phần mà định nghĩa hay là cái phần mà làm cho rõ cái ý nghĩa khái niệm mình muốn biết là cái này nó phải quan trọng. Và bắt nguồn từ nikama với ý nghĩa là từ bỏ thế tục, sống một đời sống thánh thiện, từ bỏ thế tục. Nhưng mà ở đây khi thế là từ bỏ thế tục và sống một đời sống tu sĩ thì khác. Bây giờ sống một đời sống thánh thiện, không bị dục vọng và khác ai ràng buộc. Chữ nikama là từ bỏ thế tục, sống một đời sống thánh thiện, không bị ràng buộc, không bị ràng buộc bởi dục vọng và khác ai. Và tên nghĩa này người ta đã đưa ra được ba ý nghĩa. Ta phân tích loại và ba loại xuất gia. Thứ nhất là xuất thế tục gia. Cái nghĩa thứ nhất của cái nikama theo anh văn đó là xuất thế tục gia. Xuất thế tục gia là ra khỏi cái nhà thế tục, ra khỏi cái nhà gia đình mình. Bây giờ người này là ra thế xuất cả thế tục gia chưa? Ra chưa? Hỏi lại ra chưa? Rồi. Nhưng mà có thêm về nhà ở không? Rồi.
kẻ tục gia là ra khỏi gia đình, tất nhiên là mình đi vào trong ngôi chùa, đi trong rồi các cái miếu hay là các cái tỉnh thất tỉnh xã, cái này là loài thứ nhất là thế tục gia, ra khỏi căn nhà thế tục, giải thoát mình khỏi những mối ràng buộc của ba con họ hàng, giải thoát mình khỏi những cái ràng buộc của ba con họ hàng để sống đời sống thánh thiện, gọi là xuất thế tục gia. Bởi vì khi mà chúng ta quý thầy có việc, khi chúng ta sống đời này mà chúng ta có những cái ràng buộc của gia đình thì chúng ta chỉ nghĩ đến niệm những cái chuyện nó nhỏ thôi, lo cái chuyện nó nhỏ thôi, nghĩ đến cái chuyện tình cảm nó nhỏ. Vì thầy chung là mình sẽ đi vào cái ngũ đức của thầy, đi ngũ đức của thầy, đi của thầy nhớ không? Đức thứ ba là gì? Các loại từ phân tăng giả các ác của các chúng ta chúng nó sẽ vì sao như thế, cho nên các tổ chúng ta là từ phân thế không? Cái thứ nhất là xuất thể đồng gia là từ bỏ công nhà thể tục, cắt bỏ những cái ràng buộc của gia đình của bà con để sống đời sống thánh thiện với mục đích cao đẹp, đó là thể đồng gia. Thứ hai là xuất thiền nạp gia, xuất thiền nạp gia là ra khỏi, làm đoạn từ tất cả những cầu nguyện phiền não trong tâm chúng ta. Làm cái gì đâu bạn nó không có cơ hội thân thể. Còn một hôm, còn một vị tỳ kheo, ông không ông thể đi đồ chứng ông quả, ông thích, ông thích Đức Phật, ông thích Đức Phật, và Đức Phật cho con được một rừng tu mình. Ông muốn đọc thứ thiên tài, ông muốn tu mình. Đức Phật nói được, không được năm thì thì sau 20 ngày một tháng gì đó thì Đức Phật đến thăm, thấy ông con là con người là xanh xao ốm yếu, thì lên Đức Phật, Đức Phật là ông ở đây sẵn đấy tu hành, ở đây không có đồ chuẩn quán ổn, không là bạch con không an ổn, à ông thiền định một đường không bạch con không thiền định được. Đức Phật là bởi vì ông đem thời gian quỷ mà trong rừng còn mình đóng thôi, mà Đức Phật này ông vừa đem thời gian quỷ nên ông không ăn đi được. Giá quyền ở đây là gì? Giá quyền phi não, phi não đem theo những cái lờ lẫn, những cái sự cồn đặc biệt vật, như là quý thầy nó ngồi đây mà còn đem theo gia quyền có đấy không? Có không? Để đưa này về đi để tặng nhiều à, trong cái điều này mình chưa xong thì học đi lâu quá, đang ngồi đây mà có những cái sự thượng như thế gọi là đem theo tu tập có gia quyền, mà đi rừng đi vào rừng có gia quyền, đi vào chùa có gia quyền, cho nên tu thứ hai là phải xúc phiền nạp gia. Quan trọng thứ hai là phải làm thế nào cái những cái phiền nạp nó không tù trong tâm mình, nó không còn tù trong tâm mình, cái gọi là xúc phiền nạp gia. Và thứ ba là xúc tam giới gia, xúc tam giới là ra khỏi tu tập để thoát khỏi cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và theo quý thầy cô, theo quý thầy cô thì dục giới, sắc giới, vô sắc giới này là ba cảnh giới cần biết biệt các năm ở đây. Năm chỗ nào thì cảnh? Năm chỗ nào? Rõ ràng trong kinh, rõ ràng trong luận, rõ ràng trong cái cải giáo lý quý thầy học đây. Đây là cảnh dục giới này. Và chúng ta nếu tu tập đi thêm một bước nữa là sắc giới, và đến một bước nữa là vô sắc giới. Cái đó là về mặt gọi là lý thức, có ba cái đó. Nhưng về mặt tiếp ấy thì ba giới này nó cũng có, mà nó cũng nằm ngay tại đây, ngay tại đây có dục giới, có sắc giới và vô sắc giới. Khi nào tâm mình đầy dày dục vọng, khi nào tâm mình chữa đầy những cái bất tình về dục dục, cái gọi là tăng ha, căn ma tăng ha, thì cái này là chúng ta ở trong cái cảnh giới dục giới. Và khi nào mà chúng ta thoát khỏi cái này, nhưng mà chúng ta vướng vào những cái sắc tướng, chúng ta đắp vào cái sắc tướng, đắp vào những cái ngã tướng, thì chúng ta ở trong cái thế giới của
sát của mình. Và khi nào chúng ta vượt qua khỏi cái chúng ta không tâm, chúng ta không còn bị vướng vào trong cái nhục dục, chúng ta tâm chúng ta không tương thông nhận vào sắc pháp, thì chúng ta sẽ có thể rơi vào trong cảnh giới thứ ba là vô sắc. Cho nên ngay ở đây mà chúng ta có thể kiểm dục giới hoặc kiểm sắc giới hoặc kiểm vô sắc. Nói khác đi, đời sống tiếp theo là một cái đời sống loại bỏ mọi chấp thuộc trói buộc của sợi dây tình cảm gia đình, cái đoạn từ vô minh lậu vặt và tội lỗi, và cần phải diệt trừ và chuyển hóa mọi khả ái, mọi cái dục vọng và tự thân liên hệ đến cảm thọ. Ở đây tôi nói ra việc đi một chút, tôi nhắc lại một chút kỷ niệm, nhưng mà tôi dạy về cái bài tự đề thì cấm cãi. Chúng ta nói là nguyên nhân của khổ là gì? Ái là nguyên nhân của khổ. Ái là nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ là gì? Tham ái. Hả? Tham ái. Ái. Tham ái. Thấy không? Ái. Vì vì đất chẳng là học thay thay một cảnh thay sẽ nói chuyện đó. Ái. Tham ái. Tham ái. Nhưng mà có bao nhiêu loại tham ái? Loại gì? Dục ái, hữu ái, vô ái. Dục ái, hữu ái. Cái này là cái gọi là gì? Cam ma tâm na. Cam ma tâm na. Ba ba tâm na. Ba ba tâm na. Và vi ba ba tâm na. Vi ba ba tâm na. Đúng không? Dạ. Yeah. Cái này là cái là đưa đến chỉnh ba cảnh giới. Sạch dục giới, sắc giới, ba. Nhưng mà cái này nó nằm ngay trong cái tâm của chúng ta. Ngay bây giờ mà tại đây chân đi đâu mà phải mặc cảm thì dục giới cái căn bản tâm tham là những cái cảm thọ, những dục vọng liên hệ đến dục là liên hệ đến cái sexual đi không, sexual liên hệ cái nhục dục thân thể, nhục dục thế cái đó gọi là căn bản tâm tham. Cái này người thấy có không? Có. Hỏi là thôi chứ đầy đầy là không phải cái thầy mà tôi cũng đầy cái này là cái nó nằm mà tôi là để đi kia hóa cái này khó vô cùng. Đừng có tưởng nó cào đâu cả từ những cái nào mà biết cái đâu mà hết, đừng có mơ mà, đừng có tơ thường cái sự nó nặng nề là trung tâm lúc nào cũng nhìn về đó, trung tâm lúc nào cũng tự đầu vào một chi phối mình. Cái này là căm ma tâm ma, cái này là dục hại, những cái thích thú, những cái cảm thọ về dục lạc, về thân xác, về những cái thứ nó tạo ra những cảm thọ dễ chịu. Cái này người thấy có việc rồi, nó đầy dễ trong tâm, chỉ cần một phút không là chúng nó thấy nó khởi lên liền. Và cái này là vô cùng thực tế, chẳng phải cái gì mà là chuyện mà xa vời chứ. Đừng có thẳng, đừng có thẳng thân hóa mình đó. Tôi nói như vậy, đừng có thẳng thân hóa đó. Cái thực tế muốn biết cái này, cái này làm một cái test ra đây thôi, làm một cái thí nghiệm đó đây thôi. Muốn thí nghiệm không có thí nghiệm đâu. Điều đó. Cái này dễ hiểu lắm. Cái thứ hai ba ba tâm hai là khác ái của, bây giờ mình nói là sắc khác với cả ái của hiền hữu, khác ái của sự hiền hữu. Ví dụ như thì dùng thế này, mình muốn sống lâu không? Muốn chứ, ai mà muốn sống lâu? Ví dụ như quý thầy giải thích mà khi một khi vào đầu tôi bao cái bình đó, khi thầy nghe họ đừng bình là ung thư, khoảng một tiếng đồng hồ được đó. Sau khi mà nghe câu nói đó, cái tâm tôi là sao rồi? Sợ thì không, cái cảm giác sợ lúc đó có, nhưng mà buồn và cảm giác nó xáo xuyến, nó xáo động vô cùng. Vì vậy tôi không phải thẳng tham chứ, khi tôi nghe bác sĩ nói thầy chức phận là việc cái đó, làm tôi xáo xuyến, thấy nó buồn, nó chân thường mà bị hợp chức. Và tôi tự như thế mất gần cả một tiếng đồng hồ để lấy lại cái tình trạng. Người thầy biết tôi đã mất một tiếng đồng hồ, tôi ngồi tôi tự quản chiếc, tôi ngồi tôi phải quay về bệnh mình và tôi ngồi tôi theo dõi hơi thở và tôi hỏi nếu như mà nó là như thế thì mình ngồi của cháo đảo có buông thì nó khác được chắc hết, nó cũng biết thế nào
tôi muốn được bảo vệ. Vậy thì cái hạnh phúc không phải là cái tuổi thọ kéo dài là bao lâu, mà cái hạnh phúc không phải là mục đích để, mà hạnh phúc là gì? Là có mặt trên từng bước đi. Và tôi ngồi tôi nhớ lại cái đó, tôi nói vậy tại sao những lúc này mình không thở ra thở có một cảm hạnh phúc để ngày mai mình 100 tuổi thì mình giữ thể cảm thấy thế nhé. Quý thầy có biết khi mà mình thấy mình già mình buồn đó. Khi thấy tuổi thọ đi cắt bỏ đi mình buồn, khi thấy mình có thể bị mình này mình kia mình buồn, bởi vì nó có thể đi đến để chết, cho nên cái khả cái ước muốn tồn tại gọi là ba ba tâm tha này là vô cùng sâu thẳm trong một chúng ta. Tuổi trẻ có thể tiếp cận tiếp nghĩ đến nó, nhưng mà vẫn mỗi ngày vẫn đi cái đấy nó bám tâm nó bám nó ám lắm. Người già thì càng ghê gớm nữa, cái ba ba tâm tha là người già nó rõ ràng lắm. Bây giờ thấy mất hàng ngày thôi, người già phải uống sức, rồi uống thuốc bò này, uống sông này, ăn yến này, làm đủ thứ để làm gì? Để kéo dài cái tuổi thọ nó bởi vì cái sự hiện hữu này, kéo dài cái ba ba tâm tha này. Cái thứ hai là ba ba. Và cái này là cái mà cả thầy, cả ban chúng tôi, mọi người đều bị bám lại. Thậm chí những ông già bà già mà thở ông ta hơi nghe chuyện ta cũng sợ. Bởi vì sao? Bởi cái ba ba tâm tha này nó ám ảnh và nó vẫn chấp chặt trong tâm chúng ta. Cái thứ ba là cái ba ba tâm tha. À, xin lỗi, tôi nói thêm một chút nữa về cái ba ba tâm tha. Bổ sung đến ngay, cái này là thật sự là nằm trong cái phần kết của là tâm tha. Vì cái tâm tha vì sao mà nói tâm tha mà là nguyên nhân của khổ? Bởi vì đến cái tâm tha mà mình cách tầm thường, cách bình thường thì sẽ thấy Phật giáo là gì? Là nghe nó yếu thế đi qua, phải đi mang số cái tâm tha của nó. Mình thấy rằng nó đúng là khổ nặng. Cho nên Đức Phật thì nói sự chân lý. Ví dụ như thế này, Đức Phật nói đời là khổ. Cho nên tôi nói chuyện đúng cho vui, nhưng nó học luật trong đầu. Đây là khổ, người thầy cô Việt nghe ta nói là Đức Phật yếm thế đi qua đời này mà khổ, cho nên là Phật giáo hôm kia tôi đi gặp bác sĩ. Ông bác sĩ đang chuyện cho tôi, ông là một bác sĩ vừa Tây Y vừa Đông Y. Ông nói ông đầu tôi gặp, tôi vô chùa, tôi gặp ông thầy, tôi nghe tôi thấy Phật giáo sang được thiếu cảm quá. Thái chí cũng nói đời này nó khổ lắm, nó ô uế lắm, nó bất tình lắm, đừng có bạn gặp với đi vào mình cầu sống một thế giới nào thầy. Nên là tôi có là bác sĩ là kỹ sư nghe nó nói thẳng thực tế chết hả. Vậy bây giờ bỏ một đời này đi tìm một đời khác thì bởi đâu nó một đời khác thì có một đời mà biết tin chất có để sống cái gì. Vậy thì quý thầy cô nghe cái vì như vậy cho nên là cái đức phật mà đời là khổ, người ta nói đào và đào thì yếm thế đồng ý không? Không đồng ý thì trả lời. Đồng ý tôi không đồng ý, đồng ý em thì giải thích cho tôi chứ. Bây giờ nào thầy đồng ý thầy giải thích cho con mà tâm đồng ý là được đâu, thầy giải thích gì thì giải thích. Rồi thôi thầy thuộc cái gì ái được, giữ ai vào đào được. Ai hả? Đức Phật mà tôi là khổ, tôi là khổ với một không xương rõ ra, không nói khổ, vu vơ. Khổ nó là sáng khổ, ai là sáng khổ? Chân lão mình. Lão khổ lắm. Bình khổ lắm. Tôi bây giờ bị bình khổ như lắm. Sao bây giờ da phải bình khổ đến này, da phải gọi là bình thì còn chế khổ lắm. Đó là tội khổ. Đức Phật nói khổ đây là khổ, nhưng mà sanh mới khổ, lão khổ, bình khổ, tử khổ. Cái niệm thứ năm là ái biệt khổ. Những người thương một mình mà đi xa xa mình buồn không? Nhớ không? Tương tư không? Khổ. Cho nên gọi là ái biệt khổ. Câu bất đắc khổ. Khi mà kỳ thi này là ông viên tiễn cho đủ điểm cho mình, ông cho rất buồn quá khổ. Cái nữa câu ái biệt khổ. Ái biệt khổ có bất đắc khổ. Quán tâm hơi khổ. Những cái người mình không muốn gặp, những điều mình muốn gặp, mà làm từ dịch chuyển trên mặt cái gì được lâu quá. Có không? Thầy cảm thấy bực quá. Ông gái cái mắt mà cứ ngày nằm cái trước mặt mình quá tức. Mà như thế là khổ. Phải không? Rồi cái điều thứ sáng cuối cùng là ngủ xìa thành khổ. Chắc khổ nắp một tay ra khổ. Cái thân này mình muốn mà nó đẹp hòa. Nhưng mà ra bắt đầu thấy có dẫu chánh kiến. Đó. Mắt này mình muốn nó sáng hoài. Không nên nó ghềm ghềm. Tất cả những cái thân này mình muốn nó như
với thầy đến với thầy khác với thầy tiên, nhưng mà thân này nó không như mình muốn và nó cứ theo cái luật vô thường, cho nên gặp thù năm thù người ta khổ. Đức Phật nói đây là khổ thì khổ ở chỗ đó, thân già mình chết khổ, tại vì cái khổ cầu cũng đã khổ, bản thân hồi khổ và ngũ xiển được khổ. Anh nào mà nói ngoài ra cái đó không khổ, anh nói tôi nghe được. Nhưng mà Đức Phật đâu chịu, đâu có những cái chỗ đơn là khổ đâu, mà ngài nói là gì? Có con đường thì khổ, và có hạnh phúc tại đây nó là niết bàn. Các bạn chụp nó ra mình nhớ đạo Phật không điểm thấy bi quan, mà đạo Phật như thật. Ở đây ta trở lại trong đây, trong này cho nên cái ải là nguyên cái cuộc khổ là phải đi sâu vào chỗ này như thế mình thấy được cái giá trị việc bị vi sao được gọi là tăng na isdukha. Vipassana là không hiện hữu. Vipassana gọi là không hiện hữu, gọi là gì? Không ngại ba, vô hữu ngại. Vô hữu ngại là không muốn tồn tại, không muốn hiện hữu. Cái đó buồn khổ. Có đôi lúc buồn quá, các đời chán quá, từ từ, có những em từ từ. Mà tôi còn một đời cháu 14 tuổi kia qua đời, văn qua con đi xuống dịch xa, con đi xuống dịch, con kia qua đời, cháu chết, người điện thoại cho tôi. Nó thấy ơi, cháu từ từ chết, mà bao nhiêu tuổi 14 tuổi, là con từ từ, buồn từ từ. Cái đó là gì? Vì là văn tâm hạ. Có những lúc mình thấy cặp chán nặng, thấy người là gì? Chán trường cũng còn tồn tại, cái đó là không tồn tại là vì là văn tâm hạ. Và có những lúc cặp thấy chán có đi ngủ, có những người chẳng đời cũng rầu thì quên đời vì bà ba. Trong đời tôi nghe người thầy cô việc này một khi này tôi nói với người thầy cô là một cuộc sống của người tu hành là làm thế nào để vượt qua những cái thử nặng, đó là làm thế nào để đoàn tư trí dục ái, làm tư để là đoàn tư trí dục ái, và đoàn tư vô hữu ái thì cái đó mới là chính nghĩa của đời sống xuất gia. Và tôi hỏi người thầy cô một chút, ở đây có thầy cô nào mà bị mấy ông sư phụ, mấy sư bà về tận nhà để muốn ấp con là con chùa cào ra băng không? Có không? Ai vậy? Người ta? Ai ở đây mà bị buộc cái tu đưa tay cho con? Thầy nào? Nếu mà buộc cái tu tôi đề nghị về liền. Người nào mà bị bắt buộc cái tôi bảo đi về liền, đừng sợ như thế. Ai nói tôi bị nói. Vì trong đạo Phật không có cái gì là cái bắt buộc. Khi người thầy cái thò người ta như người thầy còn lại một ngày nữa chứ không? Còn xin một chứ không? Thưa thầy cho con được thò giới, thưa thầy cho con được thò giới, lại giới sư, ông này dạy, ông này mang đạo ra. Mình tất cả những cái điều nó xảy ra đều là điều mình muốn nó, và mình tự nguyện nhận nó. Cho nên đời sống xuất gia là đời sống tự xuất gia bằng đời sống tự nguyện. Còn một cái bà cô hồi là tôi dạy quả năm cho thầy như sao Đức Phật và là bất công về phải đừng tôi hỏi rồi sao chưa này tôi nghe con này hơi lạ nào tôi nghe con câu này nào Đức Phật kể Đức Phật bắt mẹ thầy chỉ có 250 giờ nhiều nhất còn đi thì có 248 giờ nhưng mà Đức Phật kỳ thì đúng chưa không? Không tôi mới hỏi thế này tôi chưa nói chuyện đúng ra tôi hỏi cô ơi cô hồi xưa chắc cô bị suy ba sửa nhà nó cặp cái tôi rồi có thức hay không là cô đi tu là ai bắt mẹ cô bắt cha cô bắt em bắt có thức hay không thì ai bắt cô đi tu có từ người có thể cũng thích cũng đi tu vậy thì cô vô đây có ai bắt cô vô không hay cô xin thì con xin vô đây cô muốn thôi giờ ai bắt cô đi vào giờ đó dạ không vậy thì cô muốn trở thành cô muốn người ta cung kính cô dạ có người ta có cung kính không có vậy thì tại sao khi người ta cung kính cô người ta nhờ cô đi tu cô bị được cung kính cô ở nhà cái mình con liền con thì con bảo này cô đi được cái kiểu chú cô là thấy được từ đâu phải không? Cho nên khi nào mình thấy cái nhân cần mà không thấy được cái tuy nhiên những cái điều đó là tiền nhân mình thấy rằng là đời sống tu sĩ nó nặng nề đâu mà nặng nề đời sống tu sĩ là đời sống rất nhẹ nhàng như gọi là gì nhà quả trường không hẳn trần phá nhà vô di tích chỉ thủy vô di tích chỉ tâm phải không? Đời tu sĩ là phải nhà quả trường không chứ đừng có nhà mà không bấy mà làm thế bên này chỉ xe không đáng bên này thêm một cái nợ gì là phải cái đuôi gì là gì thân xuất gia và tâm không xuất gia
Rất là lại. Nếu mà mọi người xuất gia ở đây, quý thầy, quý cô và chúng tôi và xuất gia là chúng ta tự nguyện đi xuất gia. Vậy thì xuất gia ở đây có nghĩa là đời sống tự nguyện. Và khi mà chúng ta mà một đời thành xuất gia là chúng ta cảm thấy nhận chứng được cuộc đời này là vô thường. Vàng vật là khổ, vàng vật mà không thật. Chúng ta nhận chứng được cái cuộc đời này mà có thật nhưng là vô thường. Và những cái tình cảm gia đình là có nhưng mà nó là khổ. Có tôi nhớ câu chuyện là Đức Phật nói thương là khổ, yêu là khổ. Quý vị đồng ý không? Cái chỗ nào? Đúng chỗ nào? Cái phần mà càng thương thì càng khổ, mà càng yêu thì càng khổ. Đầu tiên nghe ai chịu được đấy? Đời này không có tình thương sao mà sống? Không yêu thương sao mà sống? Cho nên rất nhiều người chủ cho rằng Đức Phật chủ trương đoàn diệt sự sống vì cảm yêu thương. Có yêu thương thì nó mới nối dài được cuộc sống. Còn không có yêu thương làm sao mà cuộc sống mới nối dài? Cho nên họ đã nhầm lẫn khi nói rằng đạo Phật là đạo đoàn diệt sự sống. Yêu là cũng được, yêu là khổ, thương là khổ, cái gì khổ hết. Đức Phật mẹ ông vua Vasenadi, tức là ông Ba Tư Nạc Vasenadi lên hỏi Đức Phật. Và Thầy Tôn mà lúc đó ông chưa có quý Đức Phật đâu. Lúc đó ông cũng còn nghi ngờ vì ngài Đức Phật lúc đó là ngài mới 35 tuổi. Và Vasenadi 35 tuổi. Đức Phật mình thành đạo lúc 35 tuổi nha. Và bằng tuổi vua Vasenadi. Vasenadi là bằng vua Ba Tư Nạc, còn được là Kosala kiểu Phật Đạt. Nhà vua lên và nghe cái đó thì nhà vua lên hỏi thưa Đức Phật, ngài nói yêu thương là khổ, cuộc đời này yêu thương làm sao mà sống, cũng sống yêu thương làm sao mà có thể kéo dài cuộc sống. Đức Phật nói yêu thương có nhiều loại, hàng có nhiều loại yêu thương. Còn cái loại yêu thương á là chấp thủ, còn loại yêu thương vì ích kỷ, còn loại yêu thương vì muốn chiếm hữu, còn những loại yêu thương vì là lợi ích riêng. Ví dụ như em nói vì cụ thể chút, có những ông già được khoảng 70-80 tuổi mà có những nàng rất đẹp mẹ nước ông già như thế có yêu thiệt không? Yêu thiệt đấy chứ, những yêu cảm khác chứ không có gì già có quá. Tôi đang nói cái hiện tượng chứ phải không? Cái yêu thương có vụ lợi, cái yêu thương có mục đích của tư lợi, cái yêu thương mà đưa đến khổ đau hạnh phúc chắc chắn là khổ. Có nhiều người yêu thương mà muốn chia gọi là gì? Vì lý chiếm hữu, chiếm hữu. Có những người yêu thương vì muốn chiếm hữu mà thôi. Tại vì từ nhiều thế này có những việc thầy có đó không muốn người khác, thầy cái đó không muốn đến người khác mà muốn kiếm nó được, kiếm trong việc không biết nó ở đâu, cứ đem về bóng nhà được rồi, đôi khi nắm không thấy nó, đâu không biết nó, cái đó kiếm. Và cái yêu thương là chỉ làm cho cái đối tượng mình khổ quá. Vậy thì yêu thương là bạn yêu thương khổ đó. Còn nhiều yêu thương ích kỷ. Yêu thương ích kỷ là sao? Là ví dụ như người vợ người chồng lấy tình vợ chồng cái nào được. Yêu thương thì rõ ràng yêu, nhưng mà chỉ có biết một mình chúng ta, còn đến người, còn nghĩ đến người khác là không được. Cả đó là selfish. Do vậy thì mình thấy không, khi mà nhà vua lên hỏi như vậy, Đức Phật nói có nhiều loại yêu thương. Nhà vua vẫn tuyên thiệu, nhà vua thì Đức Phật hỏi Đức vua có một người con gái đó, Đức vua yêu thương nhiều không? Dạ, thương Đức Phật yêu thương nhiều lắm. Vậy nếu được con gái này mà có mình thề thì Đức vua khổ đau không? Dựng mình yêu thương là nguồn gốc của khổ đau. Cho nên ở chỗ này chắc là lại cho nên là ai là nguồn gốc của khổ đau?
Vì vậy khi mà chúng ta đi xuất gia là chúng ta phải thấy những cái hạnh phúc trong cuộc đời này là có đó, nhưng mà nó vô thường và không thật và đưa đến khổ đau. Cho nên chúng ta xuất gia. Chứ đừng nói rằng nó không có, nó có. Nó có. Nhưng mà nó đưa đến khổ đau, cho nên chúng ta không muốn tiếp nhận cái này mà ta xuất gia. Và khi chúng ta biết các căn bản của những cái liên hệ đến vật chất mà là đưa đến khổ đau như thế, cho nên chúng ta đi tìm cuộc sống hạnh phúc về tâm linh. Tôi nói một chút gì, có một cái định nghĩa về hạnh phúc mà tôi nói được với thầy cô rồi. Vì hạnh phúc liên hệ đến vật chất thì nó tỷ lệ nghiệp hay tỷ lệ thuận và thôi nhá. Cái này tôi dạy với thầy cô rồi. Tỷ lệ nghiệp và thôi. Cái nếu như mà tình những cái cảm thọ, cảm xúc mà liên hệ đến vật chất thì nó tỷ lệ nghiệp và thời gian. Cái cường độ nó cao thì thời gian tồn tại càng ngắn. Và cái tình yêu cái cảm thọ, cảm nhận về như liên hệ đến thân thì nó tỷ lệ thuận đến thời gian. Cái mà gọi là cái cường độ nó càng cao thì thời gian tồn tại nó càng ngắn. Cho nên ở chỗ này vì vậy nó tác biến cái hạnh phúc của giải thoát là cái hạnh phúc cái cảm thọ liên hệ đến tinh thần và nó tồn tại lâu và nó không chịu quá nhiều lần của thứ chúng ta. Cái xuất gia này là chúng ta không phải bỏ cuộc đời này, mình không có thật mà nó có nhưng mà nó vô thường. Hãy lấy như thế. Và người xuất gia là người tự nguyện bỏ tất cả những cái ước mong, những sự nghiệp cuộc đời để chấp nhận cuộc sống thánh thiện tu sĩ. Đó là một nếp sống đơn giản thanh bạch nhưng mà cao thượng. Cho nên người thầy cô biết thế này, dĩ nhiên bây giờ giới luật mà thay đổi từng ngày, thay đổi từng thời gian, nhưng mà có những cái gì mà của chúng ta nhớ giữ nha. Đời sống thanh bạch, đời sống giản dị, ví dụ như có những cái mà chúng ta cần phải giữ, đó là thầy tu thì phải đâu đó. Và chúng ta biết là có những cái mà cho phép nó giữ được hết trong cái văn hóa cho phép thì chúng ta sử dụng, nhưng mà cái gì mà nó vượt quá thì chúng ta đừng dùng. Và nhớ rằng là chúng ta có cái bản sắc văn hóa dân tộc của chúng ta được. Tôi nói đây một chút để quý thầy cô lưu ý. Ví dụ như quý thầy cô đi học nước ngoài, quý thầy cô qua tàu, qua Tây, qua Mỹ, qua Nhật học, đó là điều rất cần thiết. Và quý thầy cô cần phải đi học để mở mang kiến thức, để nhìn là những cái nhiều môn văn hóa và việc thực tập giáo. Nhưng mà khi đi về rồi ấy, thì cái áo thầy tu mình nhớ nhớ nhé. Cái áo Phật Việt Nam mình nhớ nhớ nhé. Đôi dép và đôi dép cao su mình nhớ nhớ nhé. Chứ đừng về đến những cái thứ mà gọi là ngoài lái về là phạt lên là tưởng là cái mạc đời yếm nhớ là nó ngon hơn mạc đời yếm Việt Nam. Mạc đời yếm Việt Nam là ngon hơn. Vì mình này cú bá chú. Cho nên người tu sĩ Việt Nam thì phải có pháp phụng Việt Nam, phải có ý phụng Việt Nam, phải có riêng thầm Việt Nam. Đừng có đem qua cái văn hóa mà ngoài lại về mà hạt diện. Bây giờ rất nhiều người hạt diện cái kiểu này lắm. Tôi nói để người thầy cô nhớ. Có những cái thì bây giờ ngày xưa thì những Đức Phật không cho đi xem ta. Ngày xưa thì Đức Phật không cho và sử dụng những cái đồng hồ, những cái điện thoại gì đâu. Nhưng trong thời đại ngày nay vì cái yêu cầu của sự sống, vì yêu cầu của cái cuộc sống của ta dùng, nhưng mà dùng nó là phương tiện để đừng nên nô lệ nó. Người thầy cô đừng nô lệ nó. Nô lệ là gì? Hôm nay thấy nó là cái iPhone 4 ra, ngày mai thì iPhone 5 ra, là bắt đầu đi kiếm năm mầu mỏi cả để tìm cái iPhone 5, rồi ngày một cả iPhone 6, ngày một cả iPhone 7, rồi cuối cùng ăn rồi đi làm sao để kiếm nó, kiếm tiền để có được nó, thì như là trở thành nô lệ. Còn bây giờ tôi còn đang dùng cái điện thoại đặt đá rồi tôi xin, tôi chỉ là phương tiện là gì? Alo. Và thậm chí đôi khi có những cái mình rất là phí, mình sẽ có việc mình sử dụng cái iPhone 5, iPhone 6 mà có những cái chức năng mình không hề biết, không hề sử dụng, vậy mà mua cái công ty đóng cái công ty chi nữa, bởi vì chạy theo cái thể chế không đạo và thể hiện phải gọi là cái ngà cái ta và chính cuối cùng mình trở thành nô lệ. Cho nên ở đây là ta sẽ nói đến cái giá giới mà một chút cái có thể mở nhưng mà cái có thể nhớ nha. Và như vậy chúng ta cần khi mà chúng ta tu tập chúng ta được sống đời sống như vậy là chúng ta nỗ lực để thành tiên cho đời Phật dạy. Do vậy một cái người mà xuất gia thật sự đó là một người tự nguyện
hoàn toàn. Một người luôn là từ nguyện hoàn toàn trong cuộc sống, trong thể mình và trong đời sống giới luật mà Đức Phật dạy. Vì thế cô nhớ phải luôn luôn thể vào trong cái điều kiện, trong cái điều cuộc sống của Đức Phật dạy. Mà cái đó là thể hiện ra ở đâu? Thể hiện ra ở đâu? Vì thầy cô nói cho tôi biết cái đời sống xuất gia là thể hiện ra ở đâu? Một người tu sĩ ngày xưa thì các bạn còn câu là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ông tu ông biết, bà tu bà biết. Nhưng câu là bây giờ tôi với tôi thì xưa quá rồi và không áp dụng được nữa. Bây giờ thầy tu biết, tu thầy biết, cái nữa mới là cái điều chung của Phật pháp. Vài cái mà chúng ta muốn áp dụng đấy để mà biết rằng chúng ta có đạt được cái đấy không, thì trước việc thầy cô là ở đây chúng ta phải nói thế này, đó là qua ba nghiệp thân khẩu và ba nghiệp thân khẩu ý, là hằng ngày chúng ta phải dùng cái giới luật của Đức Phật để chế ngữ cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp, cái ý nghiệp, nói về chánh niệm, đi về chánh niệm và suy nghĩ về chánh niệm, làm việc với lòng từ, nói với lòng từ, suy nghĩ với lòng từ. Hằng ngày chúng ta thề cái đó để chúng ta từ tu luyện, từ chuyển hóa cái nghiệp của chúng ta. Tu không phải là một ngày cào đầu lên ngày mai thành Phật, tu không phải là ở chùa tỉnh ngay thì chưa thành Phật, mà tu để biết có hiệu quả hay không, đó là chúng ta phải làm chủ những cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp chúng ta trong một giờ phút. Và chúng ta để chuyển hóa nó lần lần. Tôi nói hồi trước tôi kể một câu chuyện cho quý thầy cô nghe, lúc tôi ở Điều. Lúc đó tôi mới 10 tuổi thôi, tôi ở Điều lúc 9 tuổi, 3 năm tuổi thứ 10. Tôi bị ông sư, ông bây giờ là sư huynh của tôi, mà tôi không ở đây. Lúc đó ông cư sĩ mà tôi ở Điều. Nhưng điều không đó ông phan đe tôi đánh một tay, tôi tức quá nghe. Không biết làm sao mình dục sĩ thế này mà ông bảo ông voi nó đúng. Thế là mình bực quá, nó ở dưới hầm, tôi ở bên nhà ngộ và tôi ở Đà Lạt. Tức quá thì làm sao? Đời ông đi xong tôi rinh trưởng, mà đời Đà Lạt nó làm, nghe lúc đó là làm. Đời Đà Lạt lúc mà 68 được chuyển bản nước, còn cái nghiệp mình sáng 8 giờ ra, là khỏi trong điện thở ra đến 15 thường năm thể nhau, làm nghiệp lắm, chắc phải như bây giờ lắm. Tôi phải hiện tôi đời ông đi ra học, đi ra đi đọc nhé. Tôi rinh cũng bảo tôi ở nhà, tôi sạch một cái xô nước đó. Tôi xuống, tắt đi, chịu đi, để nghiệp không được. Chịu về không muốn nó làm nữa. Tôi để coi, tôi rinh tôi coi, tôi nhiều sao. Không làm tôi, đứa nào tới đây, đứa nào tới đây. Tôi bảo đi, tôi đi lên, tôi bỏ mà, quá. Tu là chuyển hóa tinh thần đi cử chỉ, tu là gì? Làm tu là sửa, tu là thay đổi cái thân, cái khẩu và trước tiên là làm lời cho chính mình, và sau đó từ đó mình làm lời cho mọi người đứng với thầy cô. Khi một vị tu sĩ mà có từ tâm chuyển hóa được tâm mình, chuyển hóa tham sân si, thì người ta để người ta thấy vị tu sĩ ta an lạc, hay là ta quan nghĩ, hay là người ta phương tiện nào an lạc. Còn để một thầy tu mà vào mà ở đâu mà mồm mắt trợn lên cái này đâu chỉ tự la điều đất điều năm một thứ còn từ họ bán thì thấp sợ như vậy á. Quý thầy được cái là cho qua cách hành sự của mình mỗi ngày nói lên được cái mặt chân tu. Và nếu như mình có tu thì mình làm lời để người ta. Rồi bây giờ bố mẹ quý thầy cô mà nhìn gì để quý thầy cô một cái thành được lắm, có không? Có, tự hào lắm. Con tôi tu về lên tài được rồi. Tôi nói thế không? Bây giờ tôi nói nhiều thầy, tôi nói những người ba con, tôi nói xem biết không? Con bây giờ học ở trong học viện Phật giáo Việt Nam thành phố thì mình thấy biết không? Làm gì mà biết? Làm sao có là được? Trời ơi, nó giỏi lắm. Mọi người nói thầy nó đừng đợi đừng lớn. Nhưng mà vì sao không biết đó là một cái niềm tự hào, một cái niềm hạnh phúc do vì sao? Do con mình. Cho nên người tu là người trước tiên đem lại lợi ích cho mình, và cái lợi ích thứ hai là đem lại lợi ích cho người khác với điều kiện mình có tu. Rồi đó, cho nên tu là một đời sống xuất gia,
Như vậy người mà xuất gia là người đời sống, có đời sống vô dục và vô ngã, và có một cái ý chí siêu quần, có một lý tưởng rất là cao đẹp. Nhưng nói như ngài quý sư tại sao là phù xuất gia giả gì nữa? Hả? Tức siêu vương tâm hình thiều lắm đánh nghĩa thường báo nữa hà dễ. Phải không? Vậy bây giờ quý thầy hàng ngày đọc cái đề thuộc mà bảo làm nữa không? Bảo làm không? Cái này là cái mình đọc tâm hàng ngày, vậy thì mình phải làm sao biến cái đề thăng? Người xuất gia thì một người là mình khác với thế tục, khác cái gì? Là nghe được. Tâm hình, cái thân là khác rồi, nhưng mà tâm thì khác. Tâm thế gian nó đầy tham dục, đầy sân hận, đầy chấp tụ, đầy ngạo mạn, đầy tự kiêu. Còn tâm thế tu là gì? Đầy khiêm tốn, đầy hộ thể, đầy khiêm cung, đầy lòng từ, đầy thiên hạ vân vân. Cho nên cái khác của thầy, bây giờ người thầy hãy lập cái khác của thầy, cho cái khác của thầy này được không? Cho nên người thầy học Phật Long và học Phật Long không quan trọng bằng cách biến nó thành những phẩm chất của thầy. Người thầy có cả đây là vô cùng quan trọng. Tôi đọc đến trại người thầy Phật Long và tôi hỏi cả đây là biến thành chất sống bao nhiêu thì ngồi cười. Vì vậy thưa quý vị thầy cô là chúng ta phải, và một người người tu là người sống làm lời cho mình, làm lời cho người, không làm hại kẻ khác. Người tu là không khiến người khác lo lắng cho mình, mà cũng không khiến đó không làm người khác lo lắng, không làm phiền người khác, và cũng không khiến người khác lo lắng. Nhiều như trong kinh Phật hóa nói, trong kinh Phật của người thầy này, như các loài ốc không làm sai đến đi lấy nhụy và lương, không làm hại sắc và hoa, các vật tu vào xóm làng cũng là như thế, không làm tổn hại được và là kỳ làm tư của đồng, làm tư của cái này cái đời sống sinh nha. Vì thế có biết có những người mà khéo biết ta nói là trong tiếng Trung Bộ gọi là u a ba gia. Cái tinh thần phương tiện, người thầy có việc ngay trong đại thừa mình còn nói là phương tiện Ubaya cao sa li ya, phương tiện thiền xảo. Nhưng mà trong cường bộ kính là có một cái là phương tiện thiền xảo, thiền xảo khi đến, thiền xảo khi ở lại, và thiền xảo khi đi. Ai ai giải thích ba cái này tôi nghe. Thế nào là thiền xảo khi đến, thế nào là thiền xảo khi ở lại, và khiến nó là thiền sạc khi đi. Vâng, cái đứng vào thiền sạc khi đến. Một vị thiền khéo là phải thiền sạc khi đến, thiền sạc khi ở lại, và thiền sạc khi đi. Nghĩa là khi một vị thiền khéo đến, khi một vị thiền khéo đến một quốc độ, đến một kỳ tổ chức, đến một gia đình, hay đến một khiến cái người khác phải an lạc, gọi là thiền sạc khi đến. Như cái chữ ấm một hoa không hài sắc qua đấy, tôi bật cái thế thành nó sao? Thiền sao cái đến khi nghe mà thì dù nói đến Đức Phật sắp sửa đến cái chữ đó là người ta hân hoan trùng bì chào đó, cái đó là thiền sao khi đến. Như thế là thiền sao cái đến chưa? Tập cho ra thiền sao cái đến. Cái nào người ta để đủ sự nào mà nghe đến cái đài Đức Thích Quang Ca, Thích Quang Thế, Thích Thị Xê đó, u trọng Phật tử như tam đi đi tập quan điểm là thiền xảo. Thiền xảo khi là được khi mình đến đó xong mình đang nhận Phật sự, mình để lại những cái ác lạc cho người, cho gia đình, cho những cái điều đó gọi là thiền xảo. Rồi khi đi là khiến cho người ta nhớ móc, ta kính mến, và ta nghĩ là mình có thể ăn lại. Gọi là thiền sáo khi đến. Vậy bữa nay các vị tỳ kheo này tập bắt đầu thiền sáo khi đến, thiền sáo khi ở lại, và thiền sáo khi đi. Được không quý vị kheo? Cảm ơn mọi người. Nam thế ta và ngồi chân và quân chúng Phật tử đi đến mình, ta an lạc, ta hạnh phúc, cái đó là mình đã thiền sẵn rất quan trọng. Và tôi nói là quý thầy có tinh thần này nằm trong trường bộ kinh chân đại thừa như thế.
cho nên Nikaya vô cùng đáng. Cái đại thừa thì đặc biệt thôi, mà tôi không sai, cố gắng sau này mà nếu có điều kiện tôi để hướng dẫn với thầy cô tiếp xúc một bộ kinh đại thừa để thấy cái sự vĩ đại của đại thừa. Lúc đó tôi chỉ dạy kinh tế của quý vị, nhưng mà còn lúc nào đó mà còn một cái cô nào muốn nào đó mà đại thừa có sự hướng dẫn thì quý thầy cô biết cách tiếp xúc với đại thừa. Như vậy nhu cầu của người tu hành chúng ta là rất ít, trong sạch tập thân. Và đời nguyện và vì cái đời sống như vậy, đời sống và thanh cao như vậy, cho nên thì người ta còn gọi đời sống xuất gia là đời sống gì nữa? Phạm hạnh. Phạm hạnh, phải không? Cho nên hôm nay mình đang có nhớ những cái khái niệm mình nó đi chung với chúng ta. Một người xuất gia, một người như thế nào, một người từ nguyện. Và người xuất gia còn, chúng ta hãy là cả vị đâm phạm hạnh, nhưng mà đâm phạm hạnh là đâm vị gì? Hãy nói là cả vị gì kéo đâm phạm hạnh được. Chắc đi đâm phạm hạnh. Có nhiều người tâm thiện ở công tu chùa, nhưng mà mỗi người mỗi hành thì cứ đâm phạm hạnh hay lắm ạ. Và tôi thấy cái chứng cớ đây là thất bại luôn. Cho nên chữ xuất gia gọi là Nekhama, còn được gọi là Rama Chariya. Rama Chariya gọi là phạm. Chúng ta thường nói về giáo là cảm thấy đông phạm hành, hay đời sống phạm hành, là từ chữ Rama Chariya. Và Rama Chariya có nghĩa là phạm hành. Phạm hành có nghĩa là cuộc sống thánh thiện, hành động thánh thiện. Cuộc phạm hành nghĩa là cuộc sống thánh thiện, hay hành động thánh thiện. Và nó có một nguyên tắc sống của đời sống phạm hành là độc thân. Và một người sống thánh thiện, đời sống thánh thiện, hành động thánh thiện, sống độc thân, thì theo giáo sĩ Ba La Môn, cuộc đời đó sẽ đưa đến đâu? Đưa đến đâu? Cõi trời Rama Loka, tất nhiên là cõi trời của phạm thiện. Đây là việc Rama Chariya này, chúng ta nhớ là những con mường của Bà La Môn. Rất nhiều từ chúng ta sử dụng cái từ gọi đó, nhưng mà sau đó chúng ta có thêm những ý nghĩa của mình. Cái đừng tưởng ta những giáo lý nên là Đức Phật này là cả không, cả những khó khăn. Và những khái niệm sai lầm thì Đức Phật tí chỉnh đốn. Và vì gì Đức Phật sẽ làm lại cho đúng. Từ điển Việt Nam hội Bali Society, xin là Bali English Dictionary có phân cái từ này ra hai thành phần: ra mà và cha đi. Cái từ Rama Chariya này là có hai thành tố. Thành tố thứ nhất là Rama, thành tố thứ hai là Chariya. Rama là cực thiện hay tối thẳng thiện. Rama có nghĩa là cực thiện hay tối thẳng thiện. Nó có hai thành phần: Rama và Chariya. Rama là cực thiện hay tối thẳng thiện. Và Chariya có nghĩa là cách hành sự hay là cái hành nghiệp của mình, hay là hành đạo của mình, hành nghiệp của mình, cách hành sự của mình. Như vậy Rama Chariya theo nghĩa đúng của nó, đó là cách hành sự tối thiện hay cách hành sự tuyệt đẹp, cách hành sự thánh thiện. Như vậy bữa nay quý thầy có biết sử dụng cái từ Rama Chariya chưa? Gặp một ông thầy ở chung với mình mà ngày nào cũng bí, cũng rừ, cũng là thuộc lã cà phê mà đông phạm hạnh. Vậy thì mình cũng thuộc lã cà phê, cũng bí, cũng rừ. Vì như vậy mình tự sản mình nó đông phạm hạnh. Gặp thần nghe, Rama Chariya là một những cách hành sự, hay là cái hành nghiệp, nó tối thiện, nó thánh thiện, và nó tuyệt đẹp, thì mình gọi là Rama Chariya. Từ này quý vị thấy hay không? Hay không? Từ này sử dụng nó được chưa? À, sử dụng được và sử dụng được đúng nha. Và như vậy Rama Chariya có nghĩa là cách hành sự cao đẹp, hướng thiện. Và trong giáo lý Phật giáo thì cái này nó có thêm một nghĩa được.
theo cái định nghĩa thì đây là một cái hành các hành sự tối thiện, tối đẹp, đạo đức thánh thiện. Và trong Phật giáo thì đấy có nghĩa là một đời sống đạo đức thánh thiện dẫn đến sự đoàn kết một lòng. Một vị mà gọi là phàm hạnh là một vị có một đời sống thánh thiện đạo đức và đời sống đó dẫn đến đoàn trừ khổ đau và dẫn đến giải thoát thì mới gọi là đời sống của Brahmacharya. Cho nên bữa nay chúng thức thức đồng phẩm hành này cẩn thận ấy, cái đừng có đem này cái ông thầy ông nhọc nhẹt với lừa bố mình ở trong phẩm hành với tôi thì xong con một kẹt. Và nếu khi mà tôi nghe như vậy, con chúng nghe như vậy là việc mình cũng đang làm cái hồi rồi. Cái hồi rồi. Và cái từ này mà theo tiếng Anh thì nó dịch Brahmacharya này là dịch thân nó dịch ra từ từ gọi là fairy. Brahmacharya tiếng Anh dịch là fairy. Và tiếng Anh thì dịch từ fairy này thì có hai nghĩa đó là không and productive. Không, yes sir. Brahmacharya có nghĩa là đến và thực hành thì gọi là Brahmacharya. Như vậy khi mà chúng ta practice Brahmacharya thì nó được dịch là fairing có hai nghĩa đó là đến và thực hành, đến là không em thực hành là practice. Còn lúc này là học thuật ngữ đây, những từ này đó không lẽ không biết, không không biết practice mà không biết. Như vậy một người mà được gọi là một người mà gọi là phàm hạnh là người đó Phật khi đi vào trong cái đạo Phật, khi trở thành một người tu sĩ, một người xuất gia thì người này đến để hòa đồng trong một đời sống của cái cộng đồng và thực hành những cái giáo pháp của Đức Phật thì mới có thể gọi là đời sống của người phàm hạnh. Vậy hôm nay thưa quý thầy cô, ta tìm hiểu về cái ý nghĩa xuất gia. Như vậy quý thầy cô đã thấy nó rõ chưa? Và như vậy khi thầy rõ được cái mục tiêu, cái ý nghĩa của mình rồi thì bây giờ phải làm thế nào để chấm dứt cho nó đúng với cái mình vừa gọi là rõ đấy, thưa các bạn.